Đến với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, các cơ quan khẩn cấp và giới chức địa phương ở Nga cho biết đã có ít nhất là 6 người thiệt mạng và nhiều người khác đang bị mắc kẹt trong hầm ở mỏ than ở vùng Siberia của Nga sau khi hỏa hoạn xảy ra tại đây vào ngày 25 tháng 11. Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và giải cứu được hơn 236 người trong số 285 người dưới một than Lisviasnaya ở vùng Kemerovo thuộc Siberia, nước Nga. Hoạt động cứu hộ đang tiếp tục được thực hiện. Trong khi đó, trên mạng xã hội Telegram, lãnh đạo vùng Kemerovo Sergei Sivilev cho biết nhiều người đã thiệt mạng và 43 người khác bị thương, trong đó hai người trong tình trạng nguy kịch. Theo Ủy ban điều tra Liên bang Nga vùng Kemerovo, thông tin ban đầu cho thấy một số công nhân đã bị ngộ độc khói.